giải thưởng. Nếu chị Hằng tìm được chú sò nào mang viên ngọc, chị sẽ có bộ giải thưởng là 10 lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Routine OEC, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, giúp giảm các triệu chứng của bệnh trĩ, sản phẩm dùng cho người bị bệnh trĩ và biểu hiện chảy máu đau rát, người bị tổn thương mô mềm. Nano Routine OEC xua tan nỗi lo về bệnh trĩ và bệnh giãn tĩnh mạch.